Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Thị Thương, bí thư đoàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ạ. Trong những năm gần đây thì rất nhiều học sinh cấp 3 đều chưa định hướng được nghề nghiệp cho bản thân, nên khi học xong thì các em thường chọn một trường một cách đại khái thôi. Tỷ lệ thanh niên vào học nghề vẫn chưa đáp ứng được số lượng và chất lượng. Do vậy đa số sinh viên ra trường thì đều không được làm việc theo ngành đã đào tạo mà đi làm nghề khác. Vậy xin hỏi anh, giải pháp giúp học sinh hướng nghiệp ngay từ đầu để học sinh có thể chọn đúng ngành nghề mà mình đã chọn và có được việc làm đúng ngành được đào tạo ạ? Cái góc độ như thế này. Thứ nhất là tôi muốn chia sẻ lại với bạn Thương một chút. Vào năm 2008, khi mà chúng tôi phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án 103 về hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, thì cái chuyện bạn nói là đúng. Tức là nhiều bạn học sinh tốt nghiệp cấp 3 chưa định hình được cái tương lai nghề nghiệp của mình, chưa biết được mình phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp gì, và đôi khi chọn nghề một cách rất là ngẫu nhiên, hoặc theo lời khuyên của bố mẹ, hoặc theo truyền thống của gia đình, hoặc là đỗ trường nào thì đi học trường đấy. Tức là cái tính định hướng nghề nghiệp nó không cao. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì cái phân luồng giữa đi học đại học với học cao đẳng nghề, với học trung cấp nghề thì rất là yếu. Đa số các bạn thanh niên chúng ta khi tốt nghiệp thì đều mong muốn đổ xô vào để học trong các trường đại học, mà rồi cũng chưa biết là sau này ra có được làm đúng ngành đúng nghề hay không, trong khi lại không chịu đi học nghề và cuối cùng lại phải đi làm những nghề rất là giản đơn, phổ thông. Và tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam chúng ta, của thanh niên Việt Nam chúng ta lúc đấy rất thấp, chỉ có tôi nhớ là 18,5%. Tuy nhiên ấy, là sau khi có luật giáo dục nghề nghiệp thì cái việc này thay đổi rất là nhiều. Và chúng tôi được biết bây giờ cái tỷ lệ phân luồng đã lên đến hơn 90%. Cái lựa chọn nghề nghiệp của các bạn học sinh trung học phổ thông đã tốt hơn rất là nhiều. Hàng năm ấy, thì không chỉ là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung đoàn, mà các đơn vị của đoàn như Báo Thanh niên, Báo Tiền Phong, Báo Tuổi Trẻ, rồi chính các nhà trường cấp 3 là có những cái hoạt động định hướng và giáo dục nghề nghiệp cho các em là rất là sớm. Ngay từ cuối năm lớp 11 đã được thực hiện cái việc này rồi. Và như trong 2 năm vừa qua thì báo cáo với bạn Thương là lớp 8, lớp 9 là chúng tôi đã có những cái chương trình định hướng nghề nghiệp cho các bạn rồi. Thế nên tôi khẳng định bây giờ thì cái mà bạn nói về cái việc là lựa chọn nghề nghiệp một cách ngẫu nhiên, không có định hướng ấy, nó giảm đi rất là nhiều rồi. Tuy nhiên ấy, thì nó vẫn còn và nó gây ra những cái hệ lụy, những cái lãng phí về mặt xã hội, đối với cả xã hội nhưng cũng đối với chính cá nhân các bạn khi các bạn mất đi những cơ hội về nghề nghiệp, việc làm. Thì trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cái giải pháp sau. Cái thứ nhất là đang tiếp tục hoàn thiện, đã áp dụng 2 năm nay rồi nhưng sẽ tiếp tục hoàn thiện cái phần mềm trợ lý ảo để gọi là test về cái, để check, gọi là kiểm tra, xin lỗi, để kiểm tra về cái gọi là xu hướng nghề nghiệp, rồi là cái sự phù hợp về mặt nghề nghiệp của các bạn học sinh cuối cấp 2 và cuối cấp 3. Đây là những cái phần mềm trắc nghiệm được viết dựa trên cái cơ sở khoa học rất là cao. Tất nhiên nó là tham khảo thôi, làm cơ sở để tham khảo để các bạn biết là tính cách của mình này, năng lực của mình này, chuyên môn của mình này, điều kiện gia đình của mình thì nó sẽ hợp với ngành gì, nghề gì để có cái định hướng nhất định. Cái thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho các bạn học sinh trung học cơ sở cuối cấp và các bạn trung học phổ thông theo đúng như cái tinh thần mà ba ngành giáo dục, lao động thương binh xã hội và trung đoàn đã cam kết với nhau. Và cái này bây giờ cũng rất thuận lợi rồi, ứng dụng công nghệ số cũng rất là nhanh và rất nhiều bạn thanh niên có thể tiếp cận cùng một lúc với lại những chương trình tư vấn này. Cái này thì cũng được thực hiện rất là kỹ trên cơ sở dự báo cái nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong vòng 5 năm, 10 năm tới để có cái định hình và định hướng nghề nghiệp cho các bạn. Cái thứ ba là chúng ta phải làm tốt hơn cái công tác giới thiệu việc làm và trang bị kỹ năng nghề cho các bạn thanh niên. Thực tế thì cái này thì không chỉ Việt Nam đâu, báo cáo các đồng chí ở Bộ Giáo dục Đào tạo về Bộ Lao động ấy là ở nhiều nước cũng có việc như vậy. Tức là kể cả tốt nghiệp đại học xong rồi, học đúng chuyên môn về nghề đấy, nhưng khi đi làm nghề đấy thì kỹ năng nghề chưa hẳn đã là tốt. Rồi những kỹ năng mềm trong quá trình lao động như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng sửa sai, kỹ năng đối phó với thất bại vân vân các thứ thì các bạn thanh niên cũng đang cần được trang bị thêm. Và bên cạnh cái việc giới thiệu việc làm thì song song đấy thì chúng tôi sẽ phối hợp để trang bị kỹ năng nghề và trang bị những kỹ năng cần thiết trong công việc và cuộc sống cho các bạn thanh niên để các bạn tự tin bước vào nghề nghiệp của mình. Thì đấy là nhóm vấn đề thứ hai. Nhóm vấn đề thứ ba thì chúng tôi suy nghĩ rằng là
cái quan trọng nhất đối với lại định hình nghề nghiệp của một bạn thanh niên ấy, thì không chỉ là nhà trường đâu, không chỉ là đoàn thanh niên đâu, mà vai trò của gia đình, vai trò của bố mẹ, người anh người chị đi trước, và chính cái nhận thức của bạn thanh niên đấy cũng là hết sức quan trọng. Và nhân cái diễn đàn đối thoại hôm nay thì tôi cũng kêu gọi các bạn thanh niên là đây là một thời kỳ mới rồi, một kỷ nguyên mới rồi. Ngoài cái việc có kiến thức, có kỹ năng, có chuyên môn ra thì ta phải chọn được cái con đường đi đúng, phù hợp với đam mê và mong muốn đóng góp của mình. Còn khi không có khát vọng, khi không có đam mê, khi không có mong muốn khẳng định mình ở trong từng công việc nhỏ và nghề nghiệp của mình thì các bạn sẽ bị chệch hướng và các bạn không có được một cái lựa chọn đúng đắn nhất, phù hợp nhất với mình. Và khi đã không đúng đắn trong lựa chọn đầu tiên rồi thì ngay cả công việc của mình và cuộc sống của mình nó cũng sẽ không được như các bạn mong muốn. Chứ chưa nói gì đến các bạn đóng góp được nhiều hơn, hiệu quả hơn cho cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Và chính vì vậy nên tôi mong là mỗi bạn thanh niên cũng phải tự ý thức để lựa chọn cái ngành nghề nó phù hợp nhất với bản thân mình. Không quan trọng chúng ta làm công việc gì, không quan trọng chúng ta giữ vị trí gì, mà quan trọng là chúng ta đóng góp được gì cho công việc chung của cái cơ quan, của đơn vị, của địa phương nơi chúng ta lao động, học tập và công tác.